thu nhập 330 tỷ nhờ viết phần mềm. Viết phần mềm, một cá nhân 28 tuổi tại Cầu Giấy vừa tự nguyện đóng 23 tỷ tiền thuế sau khi có thu nhập lên đến 330 tỷ. Cục thuế Hà Nội cho biết, cá nhân này là nữ giới, 28 tuổi, đã chủ động kê khai và nộp thuế năm 2020 lên đến 23,4 tỷ đồng. Người này đã viết những phần mềm đăng lên các ứng dụng Google, Play và App Store. Một trường hợp khác là nam giới, 30 tuổi có thu nhập 260 tỷ đồng, cũng tự nguyện kê khai và nộp thuế hơn 18 tỷ đồng tại chi cục thuế quận Cầu Giấy. Người này viết nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng. Cục thuế Hà Nội từ chối cung cấp thêm về cá nhân trên. Tuy nhiên, bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh cho biết, nguồn thu của những cá nhân này đến từ việc sản xuất phần mềm nhúng quảng cáo. Lý giải chi tiết hơn, một nguồn tin khác trong ngành thuế cho biết, đây là số liệu dựa trên kê khai ban đầu của cá nhân và cơ quan thuế rà soát cụ thể. Nhưng về cơ bản, các cá nhân này viết phần mềm đăng tải trên App Play Store hoặc Self Play. Khi người dùng tải xuống và sử dụng phần mềm, họ được trả một phần hoa hồng từ doanh thu quảng cáo chạy trên phần mềm đó. Đây là hai trong số những cá nhân có phát sinh thu nhập từ thương mại điện tử năm 2020, chủ động kê khai và nộp thuế với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Vài năm gần đây, Tổng cục Thuế tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh số, nên hàng năm cũng đều đặn thu được từ thuế từ các cá nhân hoạt động trong mạng này. Riêng tại Cục Thuế Hà Nội, số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử của năm 2020 tăng gấp 5 lần năm 2019. Luật quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020, cũng giúp cơ quan thuế có nhiều công cụ để quản lý thuế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử một cách hiệu quả hơn. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong 2 năm gần đây, đã thu được khoảng 1.000 tỷ đồng tiền thuế của các cá nhân có nguồn thu từ quảng cáo Facebook, Google. Số thuế này được xác định dựa trên số liệu Facebook, Google trả tiền trực tiếp cho cá nhân hoặc qua doanh nghiệp có hoạt động quảng cáo. Hoạt động mua bán qua không gian số rất lớn, khi mô hình kinh doanh truyền thống chắc chắn sẽ có sự chuyển dịch lên trực tuyến sau đợt Covid-19. Do đó, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, nguồn thu thuế từ lĩnh vực này sẽ phát triển mạnh.